Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng Odoo được thực hiện tại website mylab.vn. Mình tên là Thế Công Bình. Ở bài trước mình đã dẫn các bạn thiết kế xong giao diện của thằng đăng nhập rồi đúng các bạn. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ xử lý cái việc mà một người nhân viên đăng nhập vào ứng dụng ha. Thì bài trước là chúng ta đã thiết kế giao diện rồi và chúng ta đã làm một cái là gì các bạn? À, cho nút đăng ký là gì? Nó ẩn đi đúng không? Bài ngày hôm nay chúng ta vừa các bạn quay lại layout là các bạn là bạn này chúng ta vừa vậy à vừa chúng ta kiểm tra xem là trong trong cơ sở dữ liệu chúng ta là đã có một người nhân viên nữa chưa. Nếu như chưa có nhân viên thì nó sẽ mặc định nó sẽ hiển thị đăng ký khi mà cái dùng được chạy đầu tiên đúng không. Còn nếu như có nhân viên rồi thì chúng ta vậy à chúng ta chỉ hiển thị nút đồng ý mà không thể nút đăng ký. Thì bây giờ chúng ta làm sao à? Rồi thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn là chia ra mô hình 3 lớp rồi đúng không, như thế này. Thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta đụng tới cái việc mà chúng ta phải làm với các bạn. À, đụng tới việc mà chúng ta kiểm tra cái bảng nhân viên. Đúng nào? Chúng ta cần phải kiểm tra bảng nhân viên và chúng ta cần phải chi vấn trong bảng nhân viên đó. Vậy theo như cái mô hình 3 lớp ở đây thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta cần viết câu chi vấn ở đâu các bạn? À, trong nhân viên đều. Đúng nào? Rồi, thì bây giờ nhiệm vụ của mình đây là mình làm cái gì? Mục đích ở đây là mình cần các bạn thấy bên giao diện là mình cần kiểm tra xem là đã có ha cái đạm như là người dùng cái ứng dụng ta là đã có tạo một thằng nhân viên này chưa đúng không, đã có tạo một nhân viên chưa. Nếu như chưa thì nút đăng ký này nó sẽ hiện ra, còn nếu như là rồi thì nút đồng ý nó hiện ra và nút đăng ký này nó sẽ ẩn đi ha. Rồi bây giờ chúng ta làm như thế nào? Bây giờ câu chi vấn theo các bạn, câu chi vấn chúng ta sẽ làm như thế nào các bạn? À, đây mình viết ra đây, mình sẽ làm một cái hàm ha, public void. Các bạn lưu ý là chúng ta phải viết bằng hàm nha. Rồi ví dụ đây là kiểm tra nhân viên, rồi mình viết một hàm là hàm kiểm tra nhân viên. Vậy theo các bạn là hàm kiểm tra nhân viên này có cần nhận tham số truyền vào không hả các bạn? Nó có cần nhận vào ID và password không? Nó có nhận vào ID và mật khẩu không? Không đúng không? Tại sao chúng ta không nhận vào? Bởi vì chúng ta chỉ cần kiểm tra xem đây các bạn. À, chúng ta cần kiểm tra xem là có một nhân viên đã được tạo trong sở dữ liệu hay chưa thôi. Đúng như nào? Vậy theo các bạn câu chất vấn chúng ta sẽ là cái gì nè? À, mình để chữ chi vấn đi ha, chi vấn bằng à là cái gì các bạn? Select select đúng không? Sao form form gì các bạn? À, form nhân viên đúng không? Các bạn có thể gõ thẳng như vậy đúng không? À, các bạn nhớ là gì? Chúng ta đã tạo cái biến tĩnh rồi đúng không? Vậy chúng ta gọi create database chấm table nhân viên để tránh cái việc mà chúng ta sai tên ha các bạn ha. Rồi khi mình gọi cái hàm chi vấn là select sao from như thế này, vậy đây các bạn là cái thằng database này mình gọi chấm gì đây, SQL hay là mình chọn là nó sẽ có một cái nữa à, insert SQL hay là cái gì các bạn, hay là update hay là insert hay là delete, hay các bạn là mình sẽ chọn nào nhỉ? À, mình sẽ gọi raw query. À, mình sẽ gọi raw query bởi vì sao? Bởi vì thằng raw query này cho phép mình nhận vào à một câu chi vấn ha, đơn giản. Rồi mình truyền vào chi vấn phải trừ tiếp theo rồi các bạn. À, select argument, cứ khi nào các bạn có điều kiện where mà bằng chấm hỏi á thì các bạn mới truyền argument vào, không có các bạn cứ cho là null ha. Xong thì các bạn thấy là thằng raw query này nó trả chúng ta gì các bạn? Con trỏ đúng không, một con cursor ha, một con trỏ. Vậy là các bạn thấy là lúc này nếu như câu mình gọi raw query và nó trả mình con chó, mình cần kiểm tra cái việc mà mình làm, kiểm tra xem là có một tài khoản nào chưa, mình làm cái việc gì các bạn, mình làm cái gì với con chó này? À đúng rồi, mình kiểm tra xem, mình đếm xem con chó này là có khác không hay không đúng không. Nếu như nó khác không thì chứng tỏ là các bạn thì nó à, có dữ liệu đúng không, là nghĩa là có nhân viên đã được thêm vào rồi. Còn nếu như nó bằng không thì à, chúng ta không có nhân viên ha. Vậy đây mình để là boolean, vậy đây là hàm kiểm tra mà ha. Vậy mình kiểm tra nếu cursor chấm get cao đúng không bạn, mình điểm con trỏ ha mà khác không đúng không, kia là có nhân viên thì mình truyền tên ra là chu. Còn nếu như nó không có nhân viên thì vậy các bạn, à, mình truyền tên ra là phone, đơn giản không. Rồi bây giờ mình chỉ cần đem vào đâu các bạn, mình đem qua cái thằng đăng nhập activity và mình viết một cái hàm kiểm tra đúng không nào. Public, ví dụ như mình viết cái hàm này là void hiển thị, khỏi public đi ha vì chỉ có mình thằng này xài thôi, private void hiển thị các bạn.
hiển thị button đăng ký và đồng ý đúng không nào? Đó, rồi. Rồi, thì đây mình làm cái gì các bạn? Có phải là mình gọi tới gì? Thằng nhân viên DO đúng không? Mà nhân viên DO mình đã có đây chưa? Chưa đúng không các bạn? Vậy mình gọi nhân viên DO. Mình khởi tạo nó ra ha các bạn ha, nhân viên DO. Rồi, chúng ta sẽ là nhân viên DO bằng new nó, chúng ta khởi tạo nó. Thì nó truyền vào là gì? Contact đúng không? Chúng ta đã quy định là nhận vào contact. Rồi thì bây giờ mình gọi về đây, nhân viên DO chấm như các bạn. Chấm kiểm tra nhân viên đúng không? Phải trả chúng ta là boolean. Kiểm tra nhân viên trả là boolean. Thì chúng ta tạo ra một biến boolean là biến biến kiểm tra bằng bằng thằng này. Và mình xét biến kiểm tra thôi đúng không? Nếu như thằng kiểm tra mà bằng true. Đúng không? Có cần ghi vậy các bạn? Không cần ha. Chúng ta ghi như vậy nè thì nó hiểu là bằng true luôn ha. Đó, nếu như nó là true. Thì chúng ta làm như các bạn. Nếu như là gì? Có nhân viên đúng không? Các bạn thấy là true, true ở đây là gì? True ở đây là có nhân viên. Vậy có nhân viên thì nút nào hiển thị ha các bạn? Nút đồng ý hiển thị đúng không? Và nút đăng ký ẩn đi. Còn nếu như nó bằng false là gì? Nút đồng ý ẩn đi và nút đăng ký hiển thị đúng chưa nào? Rồi, chúng ta quay lại. Thì lúc này là lúc nào thì ẩn nha. Đây, mình đem xuống đây. Đây là mình làm cái E luôn đi ha. Các bạn thấy là nếu như là true thì là nút gì? Nút đăng ký ẩn đúng không? Và nút đăng nhập hiện ha, đăng đăng nhập hiện btn đồng ý, nút đồng ý hiện ha, btn đồng ý. Chấm set vi visibility bằng view chấm visible. Đúng không? Visible. Rồi, thì ngược lại thôi, chúng ta chỉ cần đem trường hợp ngược lại. Rồi, ngược lại thằng này là visible và thằng kia là gone. Rồi, chúng ta kiểm tra xem nó có chạy không ha. Rồi, chúng ta chạy lên. Rồi, thì các bạn thấy là gì đây? Nó chưa có chạy đúng không? Bởi sao? Bởi vì mình mới khai báo hàm nhưng mình chưa sử dụng. Và chúng ta sử dụng khi nào? Có phải là khi ứng dụng ta được vừa được chạy lên đúng không? Khi ứng dụng ta vừa được chạy lên thì sao các bạn? Thì chúng ta sẽ thực thi cái đoạn code đó. Vậy mình sẽ chạy đâu các bạn? On Ray đúng không nào? Hiển thị button đăng ký và đồng ý ha. Xong, chạy lên. Thì khi các bạn làm việc với Android thì mình khuyên các bạn nếu tách hàm được thì cứ tách hàm ha. Còn nếu bất đắc dĩ lắm thì các bạn có thể viết viết chung luôn, thì sau này các bạn tách hàm sao cũng được. Rồi các bạn thấy là gì? Nút đăng ký mất đi rồi, đúng chưa nào? Bởi vì sao? Bởi vì lúc trước là gì? Chúng ta đã tạo ra đúng rồi, chúng ta đã tạo ra cái nhân viên rồi là ba nhân viên đúng không? Rồi chúng ta tạo ra nhân viên rồi. Bởi vậy chúng ta mới có được nút là nút đồng ý. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã làm được việc đó rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là chúng ta đăng nhập đúng không? Chúng ta tạo ba nhân viên rồi. Vậy chúng ta kiểm tra xem là chúng ta đăng nhập thành công hay thất bại bằng cách nào với cái nút đồng ý này. Vậy công việc ở đây mình cần là các bạn, mình cần xử lý cái nút đồng ý đúng không? Nghĩa là mình cần xử cái lý sự kiện list của này nè. Đúng thế nào? Mình cần xử lý kiện list của này. Rồi, vậy để xử lý sự kiện list của button chúng ta phải kế thừa gì các bạn? Đúng rồi, implement. Implement gì? On click listener. Đúng không nào? Các bạn lưu ý là của view ha. Ok. Và chúng ta đăng ký cho thằng button button list đúng không? Button đồng ý và button đăng ký luôn, bởi vì chúng ta phải xem lúc lý đăng ký nữa. Nếu như lúc đăng ký hiện lên thì nó sẽ chuyển qua trang đăng ký đúng không các bạn? Còn nếu như nút đồng ý hiện lên thì sao các bạn? Chúng ta sẽ kiểm tra xem là đăng nhập thành công thất bại và chúng ta chuyển qua trang chủ đúng như nào. Rồi, ok, chúng ta sẽ kiểm tra đăng ký cái đã ha, để chút quên đó. Các bạn nên nhớ là khi chúng ta kế thừa sự kiện onlit thì chúng ta phải gì? Đúng rồi, đăng ký liền để tránh tình trạng mà chúng ta quên. Vì mình á, mình làm mình hay gặp cái tình trạng mình quên lắm ha. Cho nên là đó cũng là một số kinh nghiệm của mình. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta có sự kiện list thì phải đăng ký ngay ha. On click listener did btn đăng ký set on click listener did. Rồi, vậy chúng ta chỉ cần kiểm tra xem nào đăng list thôi đúng không nào. In ID bằng v.get ID thì cái này các bạn cũng đã biết quá nhiều rồi ha. K with K ha, with ID. Rồi, chúng ta có những cái K, 2K đúng không nào? K1 là r.id bằng btn
Đồng ý, đăng nhập và Rick ha, Rick. Và như các bạn btn, đúng rồi ha, rr.md.btn, đồng ý. Hay là đăng ký nhỉ, đăng ký đăng nhập đúng không? Đó, Rick. À, đăng ký đăng nhập, vậy lần này phải là đồng ý ha, đồng ý đăng nhập. Đây, đồng ý đăng nhập đây. Rồi, và chúng ta kiểm tra xem là button này click hay là button đồng ý click hay là button đồng ký đăng ký click đúng không? Nếu như button đồng ý click thì chúng ta làm như các bạn. À, chúng ta làm một cái công việc gì đó ở đây thì mình viết hàm ha, mình sẽ cho nó thành một cái hàm. Hoặc là các bạn có thể viết chung cũng được, nhưng mình sẽ chia thành hàm tại vì mình sử dụng hàm để dễ quản lý hơn. Right viết. Rồi. À, ví dụ như đây là click đúng không? Button đăng ký đúng không? Ví dụ như đây là kiểm tra đăng nhập. Được chưa các bạn? À, đây là kiểm tra đăng nhập. Hoặc là hàm đăng nhập cũng được, các bạn ghi hàm đăng nhập. À, các bạn ghi như vậy cũng được. Rồi. Sau đó là đăng ký đúng không? Thì các bạn có thể ghi là right viết void là gì các bạn? À, button đăng ký các bạn có thể đặt tên là btn đăng ký cũng được. Các bạn có thể đặt tên như vậy cũng được. Để các bạn gì? Gợi nhớ tới cái button của mình ha. Hoặc là các bạn viết tên theo tên cũng được. Thì các bạn có thể viết thành gợi nhớ cái tên của các bạn. Ví dụ như đây là sự kiện list của là btn đồng ý đúng không? Thì sẽ là đồng ý. À, đó, các bạn làm như vậy cũng được ha. Rồi, mình làm như vậy đi cho nó dễ. Có nghĩa là hai sự kiện list này, cái khi các bạn nhìn vào á thì các bạn biết là à thì ra hai sự kiện list, hai cái function này nè, hai phần thức này nè, nó là của gì các bạn? À, của hai button này. Đúng như nào? Ví dụ như là khi click vào button đồng ý đúng không? Thì chúng ta làm với các bạn. Chúng ta kiểm tra xem là người dùng đăng nhập đúng hay là sai. Có phải là chúng ta sẽ lấy gì? Lấy thông tin họ tên và mật khẩu ở đây. Đúng không? Để chúng ta gì? Xét trong cơ sở dữ liệu. Đúng không bạn? Chúng ta xét trong cơ sở dữ liệu để chúng ta chỉ các bạn. À, đúng rồi, chúng ta xem là có nhân viên nó có tồn tại trong cơ sở dữ liệu chúng ta hay không. Nếu như nó không tồn tại thì sao các bạn? Chúng ta là đăng nhập thất bại. Còn nếu như nó tồn tại thì chúng ta đăng nhập thành công. Đúng như nào? Rồi, chúng ta bắt đầu. Thì bạn thấy là vậy làm sao chúng ta truyền dữ liệu qua cho cái bên lát nhân viên DO này ha các bạn? Theo các bạn thì chúng ta sẽ truyền một cách nào? À, đúng rồi, có phải là khi chúng ta new lát ra nó cho chúng ta gọi function không? Cho chúng ta gọi phân thức không đây? Như bạn thấy đây, thì phải là khi chúng ta gọi phân thức thì chúng ta gì các bạn? Chúng ta cũng có thể truyền tham số vào cho phân thức vậy. Đúng nào? Rồi chúng ta thử ha. Mình sẽ tạo một phân thức là public void. À, ví dụ đây là kiểm tra đăng nhập chẳng hạn. À, ở trên là kiểm tra nhân viên, còn đây là kiểm tra đăng nhập thì mình cũng trả ra boolean đi. Hoặc là mình cả kiểm trả ra kiểu lon đi. À, trả ra kiểu lon. Rồi, thì mình có phải lúc này mình làm câu chi vấn không? Mình làm câu chi vấn cũng như vậy, chi vấn bằng cũng có phải là mình xài select sau đúng không bạn? Select thì lúc này mình đang cần gì? Có phải là mình đang cần lấy ra danh sách tất cả các nhân viên mà có trong cơ sở dữ liệu đúng không? Vậy mình select sau đúng không bạn? Where thì nhiên mình phải có điều kiện rồi, điều kiện gì đây? Where nè, có phải là gì? À, create database chấm table nhân viên, có phải là chúng ta đang chi vấn trong table nhân viên đúng không? Và chúng ta có điều kiện à, cái này form mấy các bạn. À, mình nhầm, form form mình tới where ha, form nè, select sau from ha, gọi đây mới là điều kiện là where. Cái là chúng ta chi vấn trong bảng nào với điều kiện là gì đúng không? Where, where đây các bạn. À, where create table create database chấm với các bạn table nhân viên. Chúng ta sẽ lấy gì? Lấy cái tên đăng nhập và mật khẩu để chúng ta so sánh đúng không? Vậy chấm gạch tên đăng nhập bằng gì các bạn? Có phải là bằng tên đăng nhập mà người dùng nhập vào trong đâu? Trong đây đúng không? Mà cụ thể là gì? À, cụ thể là khi người dùng gọi phương thức này, người dùng sẽ truyền vào gì đây? À, truyền vào dữ liệu của thằng tên đăng nhập và mật khẩu này vào. Vậy đây sẽ nhận vào gì các bạn? Tên đăng nhập và mật khẩu, đúng không nào? Tên đăng nhập và mật khẩu. Được chưa? Đúng như nào? Vậy đây chúng ta bằng gì các bạn? Đây, rê nhân viên. Đúng không? Cộng bằng. Đúng như nào? Bằng gì đây? À, tên đăng nhập. Đúng như nào? Bằng tên đăng nhập. Và gì? Cộng. À, mình xuống hàng ha, cộng where cộng and đúng không? And gì đây? Create. Create database chấm table nhân viên. Đúng không? Table nhân viên và mật khẩu. Đúng chưa? Cộng bằng mật khẩu mà chúng ta truyền vào khi gọi phân thức của chúng ta. Xong.
Vậy giờ chúng ta chỉ cần gì, cũng con cursor thôi, chúng ta cũng đếm cursor là có khác không hay không thôi, đúng không? Thì nếu như nó chi vẫn có phải nó trả cho chúng ta một vòng, hai vòng, ba vòng đúng không? Thì thông thường là chi vẫn đúng hai điều kiện quen như vậy, nó chỉ trả chúng ta một vòng là một nhân viên duy nhất đó thôi, thì chúng ta chỉ cần đếm nó gì khác không thôi, đúng không? Vậy tương tự nhân trên mình copy cho nó nhanh. Thì các bạn thấy là nó tương tự như thằng kiểm tra nhân viên, nó lúc này chỉ khác gì đây, à nó chỉ khác cái câu chi vấn thôi, đúng chứ các bạn, nó chỉ khác câu chi vấn thôi chứ không có gì nhiều hết à. Nhưng mà ở đây nó là kiểu long đúng không, thì các bạn có thể chuyển thành boolean luôn cũng được à. Đó, bạn chuyển boolean luôn cho mình đó, true false, đăng nhập thành công, đăng nhập thất bại, được chưa? Rồi thì bây giờ bên đây mình qua đây, nếu là lúc đầu tên đồng ý đúng không, thì chỉ cần gọi đây à, nhân viên DAO chấm như các bạn, chấm thêm nhân viên hay là chấm à kiểm tra đăng nhập đúng không? Chúng ta đang kiểm tra đăng nhập mà, kiểm tra đăng nhập thì nó nhận về đây các bạn, tên đăng nhập và mật khẩu đúng như nào? Tên đăng nhập và mật khẩu chúng ta lấy đâu? À chúng ta lấy từ trong hai cái field edit test này. Vậy chúng ta có string s tên đăng nhập bằng gì các bạn? Bằng edit test của chúng ta đúng nào? Edit tên đăng nhập chấm get test chấm to string. Rồi. Button và chúng ta có ở đây, button là mật khẩu đúng không? Giá trị thứ hai là mật khẩu bằng ed mật khẩu chấm get test chấm to string. Được chưa? Và chúng ta chèn vào s tên đăng nhập và s mật khẩu. Rồi, chúng ta kiểm tra xem gì? À, chúng ta phải là gán thằng boolean bằng này đúng không? Boolean kiểm tra giống như thằng kia vậy. Kiểm tra bằng. Được chưa? Và chúng ta kiểm tra biến kiểm tra này. Nếu kiểm tra chúng ta là true đúng không? Kia là có nhân viên thì sao các bạn? Chúng ta sẽ xuất một cái toast ha. Chấm met test. Ví dụ đây là main activity đăng ký đúng không? À đăng nhập, à đây là đăng nhập activity. Chấm did. Ví dụ như đây là đăng nhập thành công. Rồi chúng ta sẽ xuất hiện là sort và show nó lên. Thì ngược lại với các bạn, chúng ta đang thông báo người dùng là đăng nhập thất bại hoặc là mật khẩu hoặc ID mật khẩu bắt hoặc gì đó sai chẳng hạn, đúng không? Thì đây mình là đăng nhập thất bại. Rồi, được chưa các bạn? Thì bây giờ mình quăng quăng cái hàm này vào đây. BTN đồng ý. Được chưa các bạn? Đó, rồi bây giờ mình chạy lên. Rồi, chúng ta chạy lên ha các bạn. Rồi, chúng ta test thử ha. Rồi, mật khẩu. Rồi, lỗi đúng không nào? Rồi, chúng ta kiểm tra xem lỗi là gì đây. Rivalry with factory đúng không nào? Near công đúng không? Nó báo lỗi nè, near nè, gần, nó báo lỗi gần ngay chữ công, lỗi cú pháp à, dấu phẩy khi mà nó gọi select sao firm nhân viên where. Các bạn thấy nè, nó liệt kê chúng ta lỗi nè. Khi mà nó cố gì đây? À nó cố dịch cái này đúng không? Select sao firm nhân viên where tên nhân viên bằng như vậy, mật khẩu bằng như vậy. Rồi. Thì đây là một lỗi rất là phổ biến khi mà chúng ta chi vấn SQL. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn chi vấn á, tên á, chuỗi á, ha, có nghĩa là chuỗi á, các bạn nên để vào trong dấu nháy đơn à, có nghĩa là như vậy. Thì lúc này các bạn sửa là như vậy. Các bạn thấy là không, cái chữ chế công bình này và chữ mật khẩu 123 nó không có dấu nháy đúng không? Thì ở đây khi các bạn làm câu điều kiện where thì ở đây phải là nhảy đơn lên ha. Và ở đây một nhảy đơn. Ở đây một nhảy đơn và kết thúc là một nhảy đơn. Được chưa các bạn? Rồi, mình chạy lên lại. Rồi, ok ha. Rồi, chúng ta nhập thử tên, tên đăng nhập. Vậy là các bạn, à đăng nhập thành công đúng không? Vậy mình thử gõ số 4. Đăng nhập thất bại, đúng chưa nào? Đó, ha, các bạn thấy là rất là đơn giản, đúng chưa nào? Vậy như vậy là chúng ta đã làm xong phần đăng nhập và kiểm tra đăng nhập rồi. Thì nếu như đăng ký thì các bạn chỉ cần như các bạn, nếu như nút đăng ký nó hiện, vậy mình xóa app đi ha, mình xóa app này đi để khi nó vào nó sẽ cài một cái app mới cho chúng ta. Xóa. Rồi mình muốn là khi nút đăng ký đăng nhập xuất hiện thì nếu như các bạn nó sẽ nhảy qua trang đăng ký đúng không? Vậy ở nút button đăng ký này mình gọi các bạn, mình gọi cái gì nè, để chuyển từ trang này qua trang khác thì chúng ta sẽ sử dụng
À, chúng ta sẽ dùng Intel đúng không nào? Intel. Đúng không nào? Intel. Đây. Thì có phải là Intel là cho phép chúng ta chuyển giao diện từ activity này sang activity khác, và đồng thời chúng ta có thể là truyền dữ liệu từ từ hai activity với nhau đúng như nào? Vậy ở đây mình sẽ là ai đăng ký ha, có nghĩa là Intel đăng ký với các bạn. Ai đăng ký bằng new, mình new một cái Intel. Vậy Intel gọi là Intel nào các bạn? Lát gọi là gì? Đăng ký đăng activity chấm diff, và cái lát mà chúng ta cần mở là gì các bạn? Có phải là đăng ký đúng không? Đăng ký activity chấm lát, đây chính là lát mà chúng ta cần gọi đến, và chúng ta gọi ta activity và nhận vào cái intent ai đăng ký, được chưa? Và chúng ta gọi nó đây, bê tên nữa đăng ký, rồi chạy lên. Thì các bạn thấy là app chúng ta chạy lần đầu tiên thì nó sẽ mất cái button đồng ý, và nó sẽ hiện ra cái button đăng ký. Đối với các bạn, đây nó hiện ra button đăng ký. Rồi bây giờ mình click vào. Nhảy vào form đăng ký đúng không? Đúng không nào? Thoát. Click vào. Được chưa? Rồi ví dụ chúng ta đăng ký tài khoản mới, chúng ta test lại luôn cả phần đăng ký ha. Ví dụ đây là Phạm Tuân chẳng hạn. Mật khẩu là 123456. Giới tính nam. Chúng ta chọn ngày sinh nào đó. Đúng không? Chứng minh nhân dân, gõ đại một cái nào đó và đồng ý. Đăng ký thêm thêm thành công. Bây giờ chúng ta thoát ra. Đúng không? Nó chưa gì? Có phải là nó chưa refresh lại bay cho chúng ta đúng không? Và các bạn nhớ là khi chúng ta, các bạn nhớ là vòng đời, vậy nhớ là cái vòng đời của thằng thằng Android á, có phải là khi chúng ta chuyển tới tiêu này qua tiêu khác và khi quay lại thì có phải thằng này nó chạy vào on resume, vậy chúng ta khi muốn chúng ta đăng ký xong á, mà chúng ta quay lại á, nó không còn nút đăng ký này nữa ha, nó không còn nút đăng ký này nữa, thì ở on resume các bạn viết lại hàm vậy các bạn. Đây chúng ta gọi hàm này vào lại thôi đúng không? Thì chúng ta tạo ra cái on resume, on resume đúng chưa nào? Chúng ta chỉ cần gọi là hàm gì đây, hiển thị button đồng ý và đăng ký, như vậy là được rồi. Các bạn thấy là cái việc tiện lợi khi mình tách ra hàm không, có nghĩa là khi mình muốn sử dụng thì gì đó các bạn, mình chỉ cần gọi cái hàm đó vào cái chỗ nơi mà mình sử dụng thôi, ví dụ như lần này đó, khi gọi vào hàm thì nó sẽ tách ra như vậy ha. Rồi chạy lại thì các bạn thấy là lần này, lần chạy lại lần thứ hai này thì sao các bạn, thì chúng ta đã có được thằng nhân viên trong database rồi đúng chưa? Chúng ta đã có được rồi thì nó sẽ gì, nó sẽ hiện button đăng ký, button đăng nhập ha, button đồng ý ha, đây button đồng ý của chúng ta đây. Như vậy là phần logic là chúng ta đã đúng đúng không? Bây giờ chúng ta thử nhập vào Phạm Tuân xem, rồi chúng ta nhập vào mật khẩu là 123456, vậy là đăng nhập thành công. Nếu như thêm số 7 đăng nhập thất bại. Thì như vậy các bạn thấy là ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra đăng nhập trong trong những bạn SQL Lite đúng không, cũng như là trong ứng dụng chúng ta. Thì ở bài sau chúng ta sẽ đi vào thiết kế trang chủ, và trước khi chúng ta đăng nhập thành công thì chúng ta lướt vào nút đồng ý này, nó sẽ chuyển qua phần trang chủ cho chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.